chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết rồi, tôi nghỉ chơi luôn đó. Chào mừng các bạn đến với chương trình Ru hỏi người lạ trả lời. Cụ thể là lộp cắt. Đúng vậy anh em ơi, đây là một cuộc thi dương tầm ngoài chuồng gà. Cuộc thi do mình tôi tổ chức đó, do mình tôi tự trao hưởng cho chính bản thân tôi. Nhưng mà thật ra là tôi vẫn đi solo khắp tất cả Sài Gòn luôn nha anh em ơi. Trời ghê chưa. Và nếu mà anh em nào mà đang chơi cái trò này thì cũng có thể là solo được với tôi luôn đó anh em ơi. Tôi là người hực hà hắc hắc hu hu ha khét 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 khét. Come on. Rồi, nói nhiều quá anh em ơi. Thôi bây giờ vô luôn đi, trời ơi là trời. Mình trước khi đầu video ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên là ủng hộ vào shop Robi TV roblox.com, shop bán gạch Roblox Love Food giá rẻ, cày thuê siêu tốc Robot 120 giờ, và có cả game map giá rẻ, còn có rất là nhiều ạc Roblox Love Food giá cực kỳ là hời mà lại rất là phải chăng, chỉ có mặt tại shop của tôi. Và khi mọi người mua hàng ở shop tôi, các bạn hãy nhớ là nhập ngay mã code Ruby đẹp trai để có thể mà được giảm ngay 10% tất cả những sản phẩm trong shop của tôi luôn nha. Đường link shop của mình sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận nha. Nhớ ủng hộ tôi để tôi có tiền ăn mì gói. Qua ngày nha Mini, cảm ơn Mini rất là nhiều. Rồi bây giờ là tôi đã đặt tên cho tôi là chị Cung Bỉ ở đây rồi đó. Hồ Chí Minh City vòng lõi. Trời ơi nghe cũng ngầu đấy nha. Ở đây là mình có đồ không má, tao có đồ thì tao nghèo. 200.000 là mình sẽ mua được cái gì trang phục ngẫu nhiên. Trời ơi tôi đổi được trang phục Olympia luôn em ạ. Wow, nó lại đỉnh vãi cả chớp luôn. Rồi bây giờ là tới con gái, tôi sẽ solo với ai đây. Ui vòng lõi có rất nhiều bạn ở thành phố Hồ Chí Minh để vào đây thi đấu với tôi luôn em ơi. Rồi ok, tôi để tôi thi với ai vậy ta. Khúc. À tôi đang thi với một bạn tên Khúc các bạn ơi. Rồi kể tên các loại phương tiện giao thông hả. À xe máy. À cái này người ta gọi là ai thông minh hơn học sinh lớp 5 luôn anh em ấy chưa. Ô tô. Ui ôi ô tô được 32 điểm luôn anh em ơi. Xe tải. À từ xe tải. À bà nội nó sai vậy ta. Xe đạp. Năm anh em chơi một chiếc xe đạp. À ui giời ơi tôi điểm tôi đang cao hơn rồi mọi người ơi. Xe tăng. Sao tôi ghi xe tăng nó ra xe tay ga vậy bay. Ây ơi mà thôi kệ đi, tôi thắng rồi anh em ơi. Đó tôi thắng rồi. Ui giời ơi ô tô của tôi là chìa khóa mấu chốt cho ngày hôm nay luôn. Rồi bây giờ tôi đã lấy được 70 điểm rồi anh em ơi. Rồi tới vòng số 2, nhân tên số điểm, kể tên thứ mà bạn luôn nhớ mang theo ra khỏi nhà. À áo khoác. Ui giời ơi ví tiền kìa. Từ áo khoác nè, điện thoại anh em ơi, điện thoại. Có thể nào cho tao nhắn cái gì đó nó nhanh hơn trời ơi, trời điện thoại. Yeah, ok. Ví tiền là nó ghi rồi anh em ơi, cái gì ta. Nón. Ai. Ôi ôi là sai luôn anh em ơi. Dài. Phải mang dài chứ không lẽ đi chân không đây. Ui giời ơi, áo. À, quần. Không lẽ tao ra ngoài đường tao không mặc quần. Còn không đúng luôn. Trời ơi, tự nhiên à, thường ngày thì biết nha, tự nhiên cái này hỏi cái không biết trả lời sao xịt keo đứng hình tại chỗ luôn má. Rồi nhưng mà không sao, tôi lại tiếp tục chiến thắng trong những cái vòng thi ai thông minh hơn học sinh lớp 1. Rồi kể tên đây mà bạn có thể bơi. Hồ bơi. À biển. Đúng rồi, đại dương. Nhà tắm bơi được không? Ủa sao nhà tắm bơi được anh em, thôi cứ ghi đại đi. Trời ơi cái không biết nhất tôi ơi. Cái quần què gì ta hết biết rồi tôi bí rồi tôi quá bí rồi trời ơi là trời. Nhưng mà không sao em ơi, tôi lại tiếp tục chiến thắng nữa rồi. Trời ơi ai không biết học sinh lớp 1 mà tôi đem về cho anh em cái cúp luôn, ok chưa, chứ hi học sinh lớp 5 là tôi không ngu. Chúng ta lại tiếp tục vô vòng loại tiếp theo gọi em ơi. Không biết cái này tôi có đổi đồ được gì không ta. 400.000 là ngẫu nhiên. A nào tin tức gì đây, trời ơi thôi kệ đi. Vì bạn có thể tìm thấy gì trong hộp bút chì? Hước đúng rồi. Viết. Ok. À, nó không biết của tao rồi. Thấy bà rồi. Bút chì. Wow, bút chì đúng luôn anh em ơi. Anh đùa hiền cái chứ trời ơi, vượt trội. Rồi cái gì nữa ta, rồi cái gì? Anh em biết anh em comment chỉ tôi với nha anh em ơi. Rồi cái gì đây ta? Trời ơi, nhưng mà không sao, tôi thắng rồi anh em ơi. Tôi đã thắng được vòng đầu rồi. Vòng 2, kể tên người bạn của chục. Trời ơi! Ê, con gián! Con chuột
thoại thông minh của mình. À, xem phim. Đây, xem phim. À, chơi game. Đấy, rồi từ từ nha, chơi game. Đấy, gọi điện. Mày không chat để tao chat. Rồi, đấy rồi. Yeah, hát thử đi mày, hát thử đi mày. À, lướt Facebook. Đúng rồi. Trời ơi, thắng điểm số áp đảo luôn. Quá là dễ dàng luôn đi mày. Này, phải nhanh tay lên, cái này tao biết tao nói cho nhanh. Rồi, ui rồi, ok, mình thắng chưa em? Thử thách hàng ngày hả? Liệu bạn có đón ra câu trả lời phổ biến nhất không? Kiểu gì tôi phải đón được. Rồi vô chơi luôn, không sợ gì anh em ơi. Kể tên các kênh nền tảng mạng xã hội. Instagram. À đây rồi. Đúng rồi. Thôi Instagram. Ui giời ơi, hơi bị dễ luôn. Yeah. Kể tên các loại nhạc cụ. Kèn. Đàn. Bi. Trời ơi, tôi không biết rồi. Chóng, đúng rồi, chóng. Cái gì ta, tự nhiên cái quên ngang xương vậy. Trời ơi, trời sao thì thua trận này rồi anh em ơi. Trời ơi là trời, mình thua ngay trận này luôn các bạn ơi, xui vậy. Thôi không sao. Trận kia mình gỡ lại bạn ơi. Trận kia tôi gỡ lại không sao hết cả. Cái gì đây, kể tới một thứ mà bạn có chuyện phú, các chuyện phú mua sắm cho vui. Xe, ô tô. Đúng rồi, trời ơi, quá chỉnh luôn anh em ơi. Triệu Phú mua gì đó ta, mua quần áo. À, quần áo. Đúng rồi anh em ơi. Rồi điện thoại thì nó cũng tính nè, rồi gì nữa ta. Kim cương. Đây, ui hết rồi anh em ơi, nhưng mà tôi đã chiến thắng vòng này rồi. Trời ơi, quá là nhanh tay, còn gì nữa, hơi bị nhanh tay luôn. Rồi, vòng 3, ok. Kể tên điều gì đó mà bạn thường cảm thấy buồn ngủ khi thực hiện. Đi học, tao đi học tao buồn ngủ lắm. Nói chuyện, thằng nào nói chuyện nhạt quá là tao buồn ngủ nha. Nói chuyện đúng không, trời ơi, nó cộng tôi có 4 điểm mà. Cái gì với bạn ơi, comment chỉ tôi với bạn ơi, comment chỉ tôi lẻ với bạn. Ôi rồi, trời ơi là trời. Tôi thua rồi bạn ơi, bà nổi đó liền cái chứ. Rồi, không sao cả. Chúng ta lại tiếp tục tìm thêm đối thủ cơ. Sao các bạn ơi, tôi vẫn chơi được, anh em yên tâm, tôi vẫn chơi được. Ui, thằng Bảo, tao ghét Bảo. Rồi ok, Hồ Chí Minh City, rồi vô. Kể tên những thứ mà nhà ảo thuật làm cho biến mất. Con thỏ. Đúng rồi. Bồ câu. Đúng rồi, con người. Tôi đi xem ảo thuật người ta làm mất con người anh em ơi, người ta ảo thuật con người. Đấy, đúng luôn. Thắng rồi. Trời ơi, vô không sao. Bảo, tao anti mấy người tên Bảo. Vòng 2, bắt đầu vòng 2. Kể tên những thứ bạn tìm thấy trên bãi biển. Võ sò, đúng rồi. Rồi cái gì đó ta, quần. Có đứa nào đi mà làm rớt cái quần ông không đúng luôn hả? Cúp chim. À trời, đâu có được đâu. Ui ôi, cá. À, tìm thấy ở bãi biển. Sao tao tìm thấy, cho tao tưởng tìm thấy trên bờ. Người sao cho bãi biển được. Ừ hả, sao tao ngu quá vậy ta. Vòng 3, không sao anh em, không sao bạn. Không sao, vòng 3 bạn có thể treo gì trên tường. Canh. Canh, đúng rồi. Hình, đúng rồi. Đồng hồ, đúng rồi. Ok, hắn gọi đêm. Cây. Đấy, cây, đúng luôn. Rồi, ok, hắn chưa? Hình như là mình hắn. Rồi, để tôi làm anh này may mắn đi.
không? Trời ơi, tôi thua cách rất là nhục nhã luôn các bạn ơi. Thua một cách rất nhục nhã. Những thứ mà người hâm mộ sưu tầm từ các ca sĩ thích của họ. Nhạc. À, nó không biết được kìa. Đồ lưu niệm. Trời ơi, gì lưu từ tóc của ca sĩ hả? Gì ghê vậy? Đĩa nhạc, video. Mà tao thua nữa rồi anh em ơi, thua hoài luôn đi, cho thua hoài cho tao đây. Kể tên những thứ có thể bay. Chim, đúng rồi. Máy bay, đúng rồi. Trời ơi, nó không biết rồi. Kể tên con vật xuất hiện trong phim Vua Sư Tử. Khỉ. Đây rồi, khỉ. Chim, rất nhiều loài động vật anh em ơi. Báo, đúng rồi. Trời ơi, tôi thua rồi, điểm nó cao hơn tôi. Không sao hết các bạn, làm lại một lần nữa. Tôi hứa tôi làm được, anh em yên tâm. Rồi, cái thằng này tin vui phải không, chơi luôn. Rồi, ok. Kể tên đồ vật sắc nhọn. Dao, đúng rồi. Gửi gì nữa ta, cái gì nữa ta. Cái gì, bóng tay hả? Trời, bóng tay sắc nhọn hả? Đồ vật sắc nhọn. Bút chì, đúng luôn. Quay, ok. Kim, đúng rồi. Kim. Tự nhiên đang vô hỏi đố, cái quên ngang luôn anh em ơi. Rồi, đó thời bên kiếm, ok. Kéo, hay, đúng rồi. Xin lỗi, chị thắng rồi cưng ơi. Vòng 2. Ok, kể tên một điều mà vợ chồng anh sẽ dặn lại làm quá nhiều. Nói dối. Trời ơi, nói dối đúng luôn nè. Nên là nhận 3 số điểm tôi rồi anh em ơi. Cái gì ta, trời ơi, rồi xong luôn anh em ơi. Sao nó nhanh ngắn gọn mà tôi, trời ơi là trời, sao nó ngắn gọn quá vậy. Vòng 3, kể tên nhân vật trong chuyện Harry Potter. Harry, đúng rồi. Tao cãi luôn nhân vật chính á. Thôi rồi anh em ơi, biết mỗi Harry Potter là anh em ơi. Nhưng mà sao tôi thắng. Rồi tiếp tục nè, còn lại 8 người. Rồi, nè, một bạn tên Phó phải không? Ok, rồi vô. Kể tên những thứ mà bạn có thể ngồi lên được ghế. Đúng rồi, ghế. Rồi, Dương. Rồi cái bàn nó ngồi lên được luôn kìa. Dương, đúng rồi. Máy bay, không được luôn. Cái sàn luôn kìa, trời ơi là trời. Ui ôi, nhưng không sao mình thắng được cái cúp này anh em ơi. Trời ơi là trời. Vòng 2. Kể ra những thứ bạn biết giả bộ viên hạng bét. Phong cảnh, từ nha anh em ơi, phong cảnh. Đúng rồi, tình yêu. Trời ơi, tôi thua rồi anh em ơi, quái vật trời. Rồi nó lấn áp tôi luôn rồi anh em ơi, nó lấn áp tôi luôn rồi. Không sao mọi người, mình làm được kể tên các loại thú cưng. Chó, mèo, đúng rồi, mèo. Trời ơi, tôi lên điểm luôn. Hả, đúng rồi, rắn, đúng vậy. Kỳ nhông, kỳ nhông. Rồi, xin lỗi cưng nha cưng, mày lên được tao không, mày sao mày lên được tao. Thôi, dễ dàng đấy, xin nhẹ cái thắng luôn anh em ơi. Đó, giờ tao qua tao làm ninja luôn nè, còn 4 người anh em ơi. Ok, còn 4 người, cố gắng lên. Rồi, chị Trà. Kể tên những cái hiệp sĩ trong chuyện cổ tích Hường phải chống lại. Kẻ xấu. Hường phải chống lại quái vật. Đúng rồi. Trời ơi, thua rồi em ơi, thua mới vô thua luôn. Bạn sẽ tìm thấy gì trong một ngôi nhà ma? Ma, đúng rồi, ma. Không thôi, không đúng luôn. Ui ôi, cái gì ta, trời ơi, nhưng mà mình thắng rồi em ơi. Yeah. Ôi, cái này hơi căng các bạn ơi, trận này hơi căng nha, bắt đầu căng thẳng rồi nè. Trong 3 vòng 3 cuối cùng đến game ai là người chiến thắng. Kể tên những thứ đi theo cặp. Quần áo. Tai. Ủa, cái tai không được à. Dài, đây rồi, dài. Ui dồi, ok, thắng. Ui, mình cứ thắng không ta. No. Tôi tưởng tôi thua rồi anh em. Yeah, còn lại 2 người. Vô luôn anh em, vô luôn. Còn nếu mà tôi thắng vòng này, tôi sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi lần này anh em ơi. Rồi, mến, ok, mình phải thắng, các nhà sản xuất xe hơi. Trời ơi, tao có biết gì về xe hơi đâu. Trời ơi, lượm bơi rồi, mới vô mà tôi thua rồi anh em ơi, tôi không biết anh em ơi. Trời ơi, nó áp đảo tỷ số tôi luôn anh em. Sao mà khó vậy ta, sao mà khó vậy. Vòng 2, mở kèo lại anh em ơi. Kể tên những thứ đi lên đi xuống. Hang, đúng rồi, cầu hang. Đúng vậy, hang máy. Đây, mình phải thêm mấy lẻ lên đây mà. Hang máy, đúng rồi, hang máy anh
lực quá